Nắng Gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang Gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc kinh nghiệm và vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Này xịt cà phê thì dày dẹp bay hết luôn. Đấy, đã chưa? Này xịt gần lá của sầu riêng rất luôn nha bác chị. Có tí nữa ba tưới xong tí luôn.
nó mắc cái rễ, mắc cái rễ chứ các bạn chị. Nó xúc lên không, toàn cái đất đất xuống nó không được. Hôm trước thì em định tưới xong một đợt bỏ lân và sẽ tiến hành hạm nước cho nó các bác chị. Nhưng mà đợt này Tây Nguyên thì cũng thấy hơi lèn lẻn nữa, mà em sợ là để vào thời điểm nắng nóng để mà cho bông hoa sầu riêng nó nở tốt nhất thì nên em quyết định sẽ tưới thêm một đợt nữa. Đây, một đợt lướt qua cho nó cho làm mát đất, giữ được cái độ ẩm cho đất và sẽ tiến hành vào bước cắt nước nha các bác chị. Bây giờ thì sẵn đây test thử cho các bạn chỉ cùng xem cái đầu xịt, đây là dây xịt dày đẹp này, xịt tưới cho cây sầu riêng cực hiệu quả nhé. Tưới là nó doa nó đỡ sói dưới bộ rễ sầu riêng, và đồng thời là có thể là xịt được trên cao, xịt cho tiêu, xịt cho cà phê, xịt cho sầu riêng, nói chung là các loại. Sẵn đây em test cho các bạn chỉ cùng xem nhé. Đấy, đây là chế độ là mở ra hết cỡ này các bạn chỉ, đó mở ra hết cỡ. Còn các bạn chỉ mà xịt cho xa hơn, mạnh hơn nữa thì bắt chỉ vặn ra. Đấy, xịt lên những cây tiêu. Ok các bạn chị. Đây, đứng đây xịt tút sang kia. Đây bạn em vặn cho hết cỡ, bác chỉ cùng xem luôn nhá. Nó phải chạy tút đằng kia luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy. Chữa cháy mà nếu mà như thế này thì các bạn chỉ bảo xịt chữa cháy hơi cực đạ luôn. Đấy. Thấy chưa? Đứng đây mà xịt lá tiêu rè rè luôn các bạn chị nghe không? Đấy, xa tút đằng kia luôn. Em ngồi thấp cho các chị cùng xem này. Đấy. Cực xa luôn. Đấy, bây giờ em sẽ test được cây sầu riêng kia cho các bạn chị cùng xem nhé. Đây, vặn gần cho các bạn chị cùng xem luôn. Đấy, đây là mở ra hết cỡ này. Thấy chưa? Vặn ra này. Đấy, đấy. Đấy. Này xịt cà phê thì dày thì bay hết luôn. Đấy, đã chưa? Này xịt gần lá cà sầu riêng rất luôn nha các bạn chị. Nếu xịt xa thì xịt gần là rất lá cà sầu riêng luôn. Đấy. Hết cỡ. Ép. Đấy chưa? Mạnh không? Đấy, còn đây là test cái gốc cho bạn chỉ xem. Đấy, mình mở ra to này. Đó, cứ đều không? Ra đều nhá. Cực nhanh, cực hiệu quả. Đây, phục trên lá này. Phục trên lá của bạn chỉ để to ra một cung sướng nhá. Đấy. Nhện đỏ như đồ là rớt hết. Nó sẽ giảm bớt đi được tối đa cái phần con nhện đỏ nó tấn công trên lá.
Vậy đã đào xong cái hố để chứa nước các anh chị. Hôm trước thì nó nằm ở ngay chỗ đây, nó gần cây sầu riêng quá thì sợ là sau này nó thấm nước ra ngoài thì ảnh hưởng cây sầu riêng khi mình làm trái các anh chị, nên là em sẽ rời ra từ trong đây, từ chỗ này mà rời sang đây cũng phải được tầm gần 2 mét các anh chị. Và bên này thì đào to hơn và rộng sâu hơn, rộng hơn để cho nó chứa được nhiều hơn các anh chị. Đấy, từ này em rải 2-3 lớp, là một cái lớp ở trên này thì nó vẫn chưa bị lủng nhá. Hai lớp dưới thì đã bị lủng rồi thì em lót dưới cho nó khỏi mối nó ăn. Nhưng mà bữa sau sẽ bơm nước vào thì em sẽ tiếp tục rải cho nó thêm một lớp nữa, là thành 4 lớp cho nó đảm bảo nhá. Chứ còn có một lớp này thì vẫn ok rồi, nhưng mà sợ là nhiều khi có con mối hay con gì nó ăn ở dưới bị bóng lên nó lủng thấm nước ra ngoài. Nên là phải cho thêm một lớp nữa cho nó đảm bảo. Nếu có cái loại bạt loại dày FBK kia thì bỏ thì tốt hơn các bác chị. Nhưng mà vì chưa có cái loại đó thì tạm thời sử dụng cái này ra. Cái này thì để chứa nước để khi xịt thuốc, xịt các cái chất vi lượng cho nó thì mình tiện hơn nhé. Bơm nước trong nhà ra xa các bác chị. Đấy, vậy là kết thúc một ngày làm việc của một người nông dân Tây Nguyên. Thì hôm nay đã chặt được một cây gòn, nó không có chủ tiêu các bác chị, để dời vào trong bờ rào trong kia để trồng thêm cái tiêu xung quanh bờ ranh để cho nó có chắn gió. Thì những cái tiêu này nó lên cao mà các bác chị trồng dày ở bên ngoài đường biên cực kỳ chắn gió cho sầu riêng luôn, nó đỡ gió thì thường xuyên đỡ tạt đỡ hư nhá. Và cũng đã tưới lại cho nó thêm một lần thứ hai và đào thêm được một hố chứa nước to hơn rời ra khỏi cái sầu riêng. Kết thúc một ngày làm việc. Và cũng xin chào các anh chị. Hẹn gặp lại. Nếu thích video ủng hộ cho em trai, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Em trai cảm ơn.
Xin chào các bạn chị nha. Thank you.